anh. Chứ để mình làm công chuyện khác cũng vậy à. Rồi bỏ về đấy sao nó sáp lên tới đầu. Quay một cái thì dữ lắm luôn, nó lên trên nắp luôn. Tại vì ở dùng cái sách mình anh cái cây trái nó quanh năm. À, chú là bự ha. Đó. À, dòm vô là chú là bự ha. Nó khác hơn con ông thợ. Là có thằng này thì nó mấy con kia nó rồi chị. À con chú nữa hả? Thì ông Thùng giờ cũng được 10 cầu. Thì mình thấy mô hình này có hiệu quả. Thì nó cũng nhàn rỗi thì nuôi thì một tháng thì nửa tháng thì quay một lần. Cũng cỡ 80 lít. Thì mặt trúng rồi đó. Thì bây giờ hiện tại đàn được 11 đàn. Mình bán lít nhiêu? Bán hiện tại lít giá thị trường thì 100.000 lít. Cái quá trời mặt luôn nè. Hôm bữa anh lên là nó còn ít hơn. Bữa nay là nó dung sội hết trơn. Trồng cũng trồng nhãn nè. Chứ ổi đồ đó nó cũng đi lấy cái mặn đồ. Nhiều lắm. Nó đi lấy nhiều loại. Ông mặt thì nuôi. Nuôi cũng như bỏ thiên nhiên vậy thôi. Đúng rồi. Này dữ lắm mà. Cái mặt này cái mình lấy là mình phủi nó ra rồi mình đem qua cái máy bên kia. Qua đó quay đó. Tôi thấy người ta là thường người ta có cái khăn là chùm lên á, cái khăn lưới vậy đó. Cái ấy. À. Rồi nó lấy khói đồ nữa. À, có khói mình chơi thiên nhiên mà làm biến. Quen rồi ha. Vậy là bỏ vô nè. À. Vậy mình bỏ vô cái mình quay. Bỏ vô rồi. Rồi vậy là đi, xong rồi đó nha. Cái thùng em nhỏ nè, cái em trở bề lại nha. À. Chứ cái thùng của người ta quay một bề mà. À. Của em bị quay hai bề. Bị thùng nhỏ mà. Đó, mặt đó. Ừ, nó mặt dính quá trời thơm đó, nó chạy xuống đó. Quá trời thơm, thấy cái màu mặt nó thơm á. Đây mặt trong đây đi quý vị. Nó đang gom xuống rồi đó. Đó. Nó văng qua hai bên này nè. Rồi mấy con ong này hồi nó ra được ha. Ờ, hồi nó no. Nó trên sĩ. À giữ dữ đó hả? Trời. Cầu trên sĩ đó hả? Trên này đó. Bữa nay là dữ lắm mà. Trời, quá trời có một cầu. Ô mặt quá trời quý vị. Cái mùi mặt rất là hấp dẫn nha. Nó thơm, rất là thơm. Cầu này biết nhiều không? Cái mặt này về cái có rất là nhiều việc sử dụng được ha, dù uống hay là dưỡng hay là mình nấu ăn cũng cho vô được ha. Nước dưỡng thịt rồi đó. Giờ có cái ông ở dưới Sóc Trăng đó, ông lên ông mua về ốp thịt bán dưới nhà hàng đó. À mình được cái mối gì là cũng đỡ ha. Mối lớn cũng đỡ. Quá được trời nha. Dạ. Chỉ có một cái cầu thôi. Còn đực. Nhộng đực. Nhộng đực rồi mình bỏ. Là mình sao mình biết được ta? Nó khác hơn con ông thường. Vậy đó hả? Cái thường nó không có nhô lên, con này nó lên nè ha. À. Ông đực nè, trà bá nè. Là con ông này nó không có tác dụng gì vậy hả? Nó ăn rồi nó phá đẻ trí không. Vậy đó hả? Nó ăn rồi nó phá không à. Chứ nó không có tác dụng gì hết. Vậy đó hả? Ba ngày dở ra. Ba ngày mình dở ra mình kiểm ông. À. Ba ngày dở ra mình kiểm từng thùng vậy đó. Coi cầu nào nó yếu mặt thì mình đảo cầu cho nó cầu lại đầy mặt lại. À. Cầu nào nó không ít mặt thì cho nó lại cầu đó nhiều mặt. Chỉ có vậy không à.